mình tới giai đoạn gì rồi? Giờ mình làm gì? Như đi coi nè, giai đoạn sống thử. Hai bạn sẽ được cấp một căn hộ để trải qua cuộc sống hôn nhân. Hãy sử dụng và cư xử như một cặp vợ chồng thật sự. Là bây giờ mình sẽ trải qua giai đoạn sống thử giống như một cặp vợ chồng. Thôi bây giờ mình tiến tới giai đoạn sống thử. Sống thử, ok. Có thể nào ăn xong ly dị luôn không? Ăn xong ly dị luôn không? Đây là tổ ấm của mình. Nhà mình đó hả? Nhà mình đó. Wow. Ủa? Chó nhà xe anh đó. Dễ thương quá vậy. Ngoan lắm. Bu hả? Bu. Nó đừng sợ đấy. Ừ. Này giao bu cho Harry. Ok. Trong Harry thích chó rồi đúng không? Hello. Ngoan luôn, thấy không? Chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp kiểu này chắc trông con giỏi lắm nè. Ôm như ôm em bé nha. Thì trời. Nằm ngoan không? Ngồi. Ngồi yên. Ngồi yên. Thấy không? Biết wow. Ngồi luôn á. Ngồi. Hay quá vậy. Khóc cha đi. Đứng yên. Đứng nè. Ngồi yên nha. Ngồi yên chỗ đó. Không được đi đâu hết. Harry, ngồi kia nữa. Vậy chắc sau này đặt một cái CCTV ở nhà thấy hay một con chó với một người chồng. Nấu ăn hả? Ừ. Nấu ăn. Bố ơi, lại đây. Thường sống thử mấy cặp tình nhân làm gì ta? Harry suy nghĩ gì? Harry đang nghĩ mình nên làm cái gì ở đây. Tại vì nãy trên cuốn sổ đó ghi là hãy như một gì? Một đôi vợ chồng phải không? Ừ. Sạch sẽ rồi. Thiệt luôn á. Mình không cần phải làm gì hết. Ở đây nhà mình chỉ cần mà thoải mái một xíu đi. Wow. Thư giãn thoải mái thật sự. Nhìn vậy là hiểu rồi nha. Sau này khổ lắm. Ai mà ở hai có Harry kế bên cạnh chắc sướng lắm. Ở đây nè Harry. Nay đi làm anh mệt á. Đúng rồi. Chuyên gia massage. Nó lẽ nãy mình đi massage nhưng mà không đi được Harry tráng nha. Bu ơi, lại đây chị massage cho em Bu nè. Trời. Chịu khó nha Bu, 2 tiếng thôi. Về nhà, đi làm về. Có chồng ngồi chờ. Sao mà chồng ngồi chờ. Ngồi đó chờ phải không? Không hồi nãy phải không? Đúng không Bu? Bu. Nhớ nhà nhớ mẹ. Thôi nên là mẹ sẽ được thơm cho thơm. Ở nhà cũng thơm như vậy. Nó ngoan như vậy mà. Ngoan cái gì, chảnh lắm. Không có im lặng nha, im nha. Nè. Tôi cảm thấy hơi lo lắng về tương lai. Ngồi yên. Ngồi yên nha. Ngồi yên, ngồi yên. Chứng kiến anh chị hạnh phúc. Ngồi yên đó. Bây giờ mình làm gì đây anh ấy? Anh ấy. Mình
Thôi mình làm gì, nghỉ ngơi xíu rồi mình đi chợ đi. Cá chiên. Ôi cá chiên hôi lắm. Ừ, nhà người ta cá chiên hôi lắm. Bò xào hồi kia cũng có mùi dữ lắm. Bu ơi, tối nay bu... Món này là ăn đi. Món này là ăn có món gì? Mấy cái đó khó mua lắm. Đơn giản, món mà đơn giản nhất. À, Heavy thích ăn cà chua xào trứng. Nghe muốn ly dị luôn. Cũng được, món đơn giản thì không? Là... Thôi bây giờ mình đi siêu thị mua đồ ăn. Biến quá. Muốn chết vậy hả? Làm thấy chưa, biết. Tôi nói dữ rồi không tin. Mỏi quá hả? Ừ. Cần mát sao? Buồn ngủ rồi đó. Thích ăn trái cây gì? Chen này làm lại đi. Trời ơi, trái tim. Thích ăn... Trái tim của Harry. Thích ăn lê. Lê hả? Trời ơi, cẩn mẫn như luôn hả? Làm gì chi? Để coi cái nước ở trong nó nhiều hơn. Trời ủng hộ quá. Cái nước ở trong thì sao? Thì mình lúc mình ăn nó có bị khô quá không? Khô quá. Thường thường mấy trái táo ăn nó khô, nó bị khó chịu. Ra thì sẽ có cơm nước chờ sẵn. Bu ơi, đi chơi nào. Kệ Thanh đi. Một người ấm con rồi. Làm việc đi. Cứ ngủ. Để cho 5 phút thư giãn. Tại hồi nãy đi ngoài đường bị sốc nhiệt á. Tin được không, Bu? Con tin được không? Nhìn nè, nhìn vô mặt này. Làm biến nè. Tưởng tượng cảnh sau này Harry ấm đứa con, muốn cười quá. Ấm con, sao mày quay qua nhìn vợ của mình đang nằm thư giãn. Harry nấu món Harry trước đi nè. Thôi, cuộc sống cứ như vậy thì tốt lắm mấy. Đi làm về xong rồi có chồng đẹp trai, nấu ăn cho ăn, xong rồi ăn xong rồi được đấm bóp, massage đi ngủ. Đấy là kế hoạch của Thanh ngày hôm nay hả? Trời ơi, sao lại cuộc sống hôn nhân nó sẽ vậy đó Harry ơi. Nếu người yêu của mình thích thì cũng chịu thôi. Harry ơi. Dạ, dạ. Harry á, đói rồi, sao Thanh đói rồi. Nghe cái tên Harry này khó chịu. Sao gì? Có muốn em phụ làm gì không? Có. Em rửa gạo xong rồi nấu cơm đi. Nhưng mà nhìn mặt của em có vẻ là em muốn thư giãn xíu nữa phải không? Đúng vậy. Em coi chỉ đi. Nói lời thôi mà anh có vẻ thật
thiệt tình quá. Ok, em là một người rất là năng nổ, em không hề làm việc yes. chút nào hết. Giơ gạo nấu cơm. Em ơi, sao em xa lạ với anh quá vậy? Ừ. Bây giờ thì bên đây mình sẽ biến món đậu hũ. Đậu hũ huyền thoại của Sĩ Thanh. Cơm sắp chín rồi, mọi người ơi, mình sắp được ăn rồi. Trong lúc này nhớ mẹ lắm. Cực quá hả? Không, ý là... Anh cắt có một miếng thịt bò cho em mà anh lại nhớ mẹ rồi hả? Không phải. Thì có gì em nhớ tới anh đi. Tào lao mất mới là khách hàng nhớ tới anh. Kiểu ngôn tình mà không đúng chỗ. Mình như vậy có giống một gia đình không? Giống. Anh có thích cái kiểu mà mình ở nhà mình nấu ăn cho nhau ăn ngày không? Thích chứ. Hỏi ra đừng tốn tiền á. Hả? Hỏi ra đừng tốn tiền. Sao mình làm món này cực khổ thế mà. Mà em có thể làm cái món nhìn xuất sắc như vậy trong trong vòng 5 phút vậy? Đúng rồi, anh là hơi bị chuyên nghiệp luôn đó. Wow. Ok. Xin mời. Xin mời. Được. Ăn được không? Được. Đúng là thanh tịnh. Tại vì nó không có một chút gia vị gì hết. Anh không có gia vị. Anh, cái gia vị duy nhất anh bỏ là tội thôi. Wow. Bình thường anh chỉ ăn vậy. Anh nghĩ là từ sáng tới bây giờ thì em cũng biết là anh là một người nhạt nhẽo như thế nào. Em thấy sự nhạt nhẽo đó rất rõ ràng rồi. Rất rõ ràng đúng không? Ok, còn em là một người rất là đậm đà. Ok. Ok không? Yes, I do. Vậy anh có thích món của em không vậy? Anh thích lắm luôn á. Thiệt không? Thiệt, thề. Anh có thể ăn hết nguyên cái loại cơm đó. Mình với cái này. Như này thôi. Sau ngày hôm nay anh quyết định chuyện bếp, mai mốt là giao cho em hết 100%. Quá hợp lý rồi còn gì. Nhìn rõ ràng thế này. Đi vô lòng của đàn ông nhất là được bao tử. Chính xác. Đúng không, đúng không? Ngờ chưa? Bây giờ đấm chén bát này ai sẽ rửa? Em đi anh ngắm em xíu được. Sao vậy? Em đẹp quá. Anh có ngắm, anh cắt em bao nhiêu em cũng sẽ không rửa. Anh khỏi diễn xịt cỏ chiêu đó nữa. Thế vì để công bằng mình sẽ chơi một trò chơi. Trò chơi gì? Rất thú vị. Bánh tù xì. Nhạt nhẽo quá hả? Thiệt. Không. Chúc mừng em đã ngày càng nhạt nhẽo như anh rồi đó. Trò này bánh tù xì không phải là trò bình thường, bánh tù xì thông thường. Em nói là sao? Anh hỏi yên đó đi. Cái gì vậy? Ủa nhà mình đâu ra cái này vậy? Nãy là cái này nó xào bò chứ đâu ra. Ây, trò chơi này cực kỳ đơn giản. Ừ. Em thiết nghĩ là cái chảo này nó nặng quá. Nó sẽ gây chấn thương cho mình. Làm gì ghê vậy? Thiệt. Sẽ bỏ cái chảo đi. Tụi mình gồm có cái này. Là cái này. Được. Ok. Nếu không nhanh để cho em đập trúng thì anh thua. Ok. Hiểu không? Giống như chơi thử nha. Không có đau đúng không? Anh đang canh lịch. Tại vì anh sợ anh đánh em đau. Vậy luôn. Bây giờ nếu mà em thắng á, hoặc là anh thắng thì có quyền sai người kia làm cái gì khác thì rửa chén. Hoặc là nếu mà em thắng hết tất cả thì anh phải làm hết tất cả. Ok.
em không thể nào thắng được. Ừ, để xem. Chơi thử nha. Chơi thử. Thử phải không? Thử thử. Thắng thua không tính nha. Ok. Ok. 1, 2, 3 Thì làm thua đó. Ủa vậy đâu có thua. Chứ sao? Bắt đầu nha. Bắt đầu. 1, 2, 3 Em nói vừa vừa thôi. Ai muốn chơi anh kia lại. Anh chơi kia vậy. Mình lấy cái gì chơi. Anh thua. Em không thể nào thắng được. Ừ, để xem. Phải của em sẽ nhẹ nhàng thôi. Đóng chén dĩa đó anh rửa hết đi. Em biết cuộc đời này anh ghét nhất rồi. Em biết em thích cuộc sống của mình là phải san sẻ, và em biết cái điều mà anh ghét nhất là rửa chén, nhưng mà anh phải hòa nhập vào nó, tan vào nó để anh làm quen dần, tại vì em cũng không thích rửa chén. anh làm. Ok, anh không có làm đâu có được, anh thua mà. Ok. Anh sẽ đợi thất bại. Ok. Vô. Anh đang suy nghĩ anh muốn phạt em cái gì. Chơi trước đi em. 1, 2, 3 Không nhanh vậy. 1, 2, 3 Em là cao thủ. Đổi bên đây. Trở lại hả? Không, được rồi, tiếp tục đi. 1, 2, 3 Anh bánh sai rồi, em đánh nhập như vậy, anh đánh ở đây rồi, em phải đánh giữa đầu nha. 1, 2, 3 Đây xíu, em ăn vậy. Em ăn gian quá à. Có dự đợi xíu, đợi xíu nữa. Không phải, rõ ràng là em lấy. Em chụp cái này dưới người. Em chỉ để cái tay này để xích thôi. Anh nghĩ là anh bị chấn thương, anh không có thể nào rửa chén được. Thôi. Anh phải đi chăm chó rồi. Đừng có xạo. Bố ơi. Lưng. Lưng anh dậy sao để con được. Em ơi. Thôi ngồi dậy đi. Suy nghĩ trò cho anh làm nè. Em tội nghiệp anh. Suy nghĩ nó làm gì. Anh xin lỗi. Nãy giờ anh đối xử em tốt không? Em biết rồi, anh phải massage chân, bóng mặt chân cho em. Massage bằng đầu anh luôn. Có vụ massage đầu mà massage chân nữa hả? Cái gì vậy? Anh phải massage liền cho em. Anh không tin luôn á. Em rất là thích được massage bấm nguyệt đằng ngoài nha. Khi nào em cảm thấy thật phê mới được. Nè. Được không? Cái người mà ta massage, người ta phải happy. Happy phải face cười hả? Đúng. Không phải kiểu mà đau khổ, kiểu mà phải làm cho hành khách ở lộn cái khách người ta vui vẻ. Kiểu mà massage phải nam thần. You happy. Happy là. Happy là. Không biết bấm sao. Tối giờ chưa có nghiên cứu. Bẻ cũng được. Thôi, không dám bẻ. Không dám bẻ hả? Không dám bẻ của người khác. Fail thiệt luôn á. Tối giờ không có nghiên cứu. Ok được rồi, được một tội quá. Chơi tiếp. Để xem anh thắng rồi hay không. Chơi tiếp hả? Anh chưa rửa chén nữa. Lát nữa rửa. Cảm thấy cuộc đời anh đau khổ quá. Sao mặt buồn vậy? Anh đang suy nghĩ làm sao để thắng em. Happy là. Phản ứng của anh nhanh mà. Phản ứng đúng của không? Em hơi bị nhanh luôn á. Sao? Anh ổn định tinh thần chưa? Đây, vô. Thấy ghê chưa? 1, 2, 3
suy nghĩ coi. Anh sẽ nhảy thật sexy cho em xem. Anh không có sexy được. Anh phải tập lại. Em nhìn đĩa thịt bò đi. Đĩa thịt bò nhìn chán quá hả? Đúng. Thì anh cũng vậy hả? Như anh à. Nhưng anh là gì của em? Anh là chồng của em. Ừ. Anh không được phép nhạt trước mặt em. Anh phải làm cho em vui. Anh phải nhảy sao em cảm thấy vui và dễ thương. Em sẽ ngồi em chắc ăn trái cây và xem anh nhảy sexy baby. Hola hola sexy. Anh có thể sử dụng tất cả đạo cụ trong gia đình của mình để coi bật nhạc gì lên cho anh nhảy sung nha. Anh thích bài gì? Anh chỉ muốn nhảy lầu quá. Nhạc nổi lên thì anh hãy xuất hiện trước mặt em nhé. Anh chán lắm, anh không nói chuyện với em. Đồng đất Sĩ Thanh. Bài này sao mình nhảy? Sai lắm, đừng nhìn mặt anh, nhìn body đi. Càng sai nữa. Ôi, anh xin lỗi. Mới nhảy lên tiếp à? Nãy từ bên kia, từ cái toilet đó bước ra là cái khả năng lớn nhất của anh rồi. Bây giờ anh sẽ đi rửa chén. Rửa chén xong mình đi đâu chơi đi. Không, không, không. Em không tin. Làm gì xong xong, xong gì? Anh thua cả cuộc đời anh cho em luôn mà em muốn gì nữa? Sao? Cuộc đời. Trời, tạm tha cho anh đó. Nếu có cơ hội anh sẽ thắng em, không thì anh sẽ mất hết. Chơi nữa hả? Ừ. Sao anh nhục chí quá hả? Anh bị áp đảo quá hả? Không phải, anh kiểu như là anh mất niềm tin về bản thân anh luôn á. Sao anh thử thắng em một lần xem sao? Là anh có quyền hành hạ là em á. Cho dù anh thắng em, anh cũng không muốn hành hạ em đâu. Nó là tình yêu. Nó là tình yêu. Để xem cái tình yêu của anh dành cho em thế nào. Dạ. Nói nhiều quá. 1, 2, 3. Nè, nãy giờ anh cứ đánh sọt. Thiệt luôn á? Rồi sao anh cứ đánh sọt hoài vậy? Anh phải đánh chính giữa. Không tính nha. Ok. Một, hai, ba. Sao? Vậy anh muốn làm gì? Em cũng có ngày hôm nay á hả? À. Sao tự nhiên anh thắng mà anh láo vậy? Bình thường. Mặt láo mà cái trò vớ vẩn như vậy. Anh giỡn. Xin lỗi, mặt em bớt căng xíu được. Đây. À. Ở thằng ơi. Sáng giờ anh không biết em sợ gì luôn á. Tôi đang ăn miếng lê. Cái gì? Cho anh ăn lê. Đơn giản vậy thôi. Đơn giản vậy thôi. Kiểu tốt bụng đi luôn á hả? Anh cao. Cái chuyện này có gì đâu mà khó chứ. Chính dành cho anh. Ok. Giận. Chơi 3 lần là giật. Tại anh nha, tại anh không hành hạ em, tại anh tốt bụng với em nha, các chịu. Vậy sao không muốn chơi nữa không hay nghỉ? Nghỉ. Mất cười quá. Chơi gì? Chơi thua mặt quạo. Có hiểu chơi thua mặt quạo kìa. Giờ mình làm gì? Giờ mình làm gì? Chơi mặt quạo gì? Nhưng mà nít tức
chơi quậu nữa. Ê, không có gì hết. Không. Không bảo, anh vui mà. Rất là happy. Cả ngày hôm nay em có thấy có chỗ nào anh cần phải cải thiện không? Đối với một người bạn trai cũng được, một người chồng cũng được. Trừ ra cái chuyện nhạt nhẽo. Trừ ra cái chuyện nhạt nhẽo hả? Ừ. Anh cũng ok. Sao vậy? Không nghe nó bị... bị gì? Giống như là anh đang mong chờ một cái câu... một cái câu trả lời cho anh phấn đấu. Ý là anh phải... mở lòng ra. Mở lòng ra rồi chủ động hơn. Mở Nhưng lòng mà với ra. Em thôi, đừng với ai khác nữa. Chuyện này là chuyện tất nhiên. Đúng rồi. Nhưng mà anh thực sự anh mở lòng mà. Anh chỉ cần mở lòng ra cho em chui vô và anh đóng lại. Anh đừng mở ra cho thêm ai vài ba con nào. Anh không thể nào mở lòng ra được. Phải mở lòng ra được em chạy ra là sao? Tại vì em đã trong đây rồi. Được. Được. Cái này là không có nhạc nè. Không nhạc. Vấn đề là anh thực ra từ mới gặp nhau là anh đã rất là mở lòng rồi. Nhưng mà nó anh nghĩ là cái chuyện mở lòng hay không thì nó khác với lại chuyện có thể chủ động được hay không. Tại vì thực sự với một cái văn hóa khác nhau như vậy. Văn hóa gì vậy? Giống như là ở Việt Nam, ở Đài Loan thì văn hóa anh nghĩ, cá nhân anh nghĩ là giống như mọi nước mọi khác thì anh không biết là chủ động đến mức nào thì nó vừa phải, nó bị mất lịch sự, nó bị hơi quá trong cái mối quan hệ giống như mình. Lúc đi học đại học anh là một người khá là ga lăng, mở cửa giùm những người con gái mình không biết tên luôn. Xong rồi nhưng mà cuối cùng thành ra là bị mang tiếng là thằng này nó cua tất cả mọi người luôn. Nhưng mà trong đầu anh thì anh chỉ nghĩ là mình tiện tay giúp thôi, tại sao không. Anh không biết cái giới hạn nó ở đâu. Thì ngày sau một thời gian thì anh